Nam Bộ đang trong những ngày nắng nóng mạnh, nền nhiệt cao. Khu vực này đang rất cần một cơn mưa để có thể hạ nhiệt. Dự báo hôm nay sẽ có mưa hay không, chị Hằng My? Dạ vâng, mưa trái mùa có thể sẽ xuất hiện về chiều tối ở một số nơi đấy ạ. Dự báo, những nơi có khả năng xảy ra mưa trái mùa là ở Tân An, Cao Lãnh, Châu Đốc, Cần Thơ, Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau hay là ở Phú Quốc. Tuy nhiên thì mưa rào kèm dông xảy ra trên diện hẹp và dứt rất nhanh. Trước khi có mưa thì khắp Tây Nam Bộ vẫn sẽ có nắng. Tuy không có điểm nắng nóng nhưng mức nhiệt phổ biến là 32 đến 34 độ C cũng sẽ đem lại cảm giác khá nóng vào buổi trưa nếu quý vị ở lâu ngoài trời đấy ạ. Dự báo mùa khô nóng sẽ còn kéo dài, việc sử dụng điện tiết kiệm trong những ngày này là rất quan trọng. Quý vị lưu ý nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn trong 2 khung giờ cao điểm là từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và 17 giờ đến 20 giờ mỗi ngày. Tranh thủ tận dụng năng lượng mặt trời, ánh sáng tự nhiên trong sinh hoạt. Về tối thì trời dịu mát, chúng ta có thể sử dụng nguồn gió tự nhiên cho nhà cửa được thoáng đãng, hạn chế sử dụng điều hòa hay là máy lạnh. Về dự báo thời tiết cụ thể cho thành phố đảo Phú Quốc, nắng sẽ lên đều từ sáng cho đến chiều nay. Trưa nay thì nhiệt độ cao nhất là ở ngưỡng 32 độ C. Đến chiều tối dự báo mưa có thể xảy ra ở vài nơi. Sau cơn mưa thì không khí mát mẻ, buổi tối trời gió lộng thoáng mát, nhiệt độ lúc 22 giờ là 28 độ C. Cùng chuyển sang dự báo thời tiết trên biển, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Kiên Giang dự báo đêm nay ngày mai thời tiết đều đẹp, thuận lợi cho tàu thuyền ra vào các đảo. Trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển êm.